Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo là LMD. Thì hôm nay video tiếp theo tôi thực hiện đó là video thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m. Ở bên tôi sẽ di chuyển lên độ cao 100m, các bạn theo chân tôi. Let's go! Xin chào bạn nha, tôi đang đi bắt xe để lên độ cao 100m nha. Đây đang ở ngoài đường. Sau hơn một tiếng di chuyển thì tôi đã đến được nơi cần đến các bạn nhé. Bây đang di chuyển lên một tí nữa các bạn sẽ biết nhé. Đây các bạn, nơi chúng ta cần đến đây các bạn. Đây cột cờ phai vệ nhé. Các bạn. Sau hơn một tiếng di chuyển thì tôi đã đến được nơi cần đến các bạn nhé. Cột cờ phai vệ nhé. Ở đây tôi sẽ di chuyển lên trên nhé. Vậy tôi sẽ di chuyển lên cột cờ phai vệ nha các bạn. Thực hiện thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m các bạn. Đây là cột cờ phai vệ ở trên thành phố Lạng Sơn nhé. Sau hơn một tiếng thì tôi đã có mặt tại đây để thực hiện video. Vậy tôi sẽ đi lên nhé, và ở đây một ngày. Bây giờ chắc khoảng 7 giờ đến 7 giờ rưỡi. Tôi nghĩ là vậy. Bây sẽ di chuyển lên trên nhé. Bây đang đi lên các bạn nhé. Khá là cao đấy. 100m đấy các bạn. Đây tôi ra cho các bạn nhìn thử đấy. Lúc trước tôi có lên đây một lần rồi các bạn. Sau tôi nảy ra ý tưởng là sẽ thực hiện video thử thách 24 giờ sống trên đây. Độ cao 100m. Thực ra không cao 100m đâu, nhưng thôi tôi cứ gọi 100m. Ok. Ở đây sẽ đi lên. Bây tôi đang đứng ở gần trên đỉnh nha các bạn, sắp lên tới đỉnh rồi. Bây tôi sẽ di chuyển lên đỉnh nha. Ủa, đây trên viên hòn đá. Kia là trên đỉnh các bạn. Trên kia trên đỉnh cột cờ phai vệ. Tôi sẽ trên đấy 24 giờ nhé. Bây tôi sẽ lên trên nhé. Đây đường đi lên trên các bạn nhé. Để di chuyển lên trên. Trên này khá là nắng đấy. Đằng sau tôi là cột cờ phai vệ các bạn nhé. Ở trên thành phố Lạng Sơn nhé. Video thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m sẽ được thực hiện đây các bạn nhé. Đằng sau tôi nha, cột cờ rất là cao. Và bây tôi sẽ di chuyển lên đó nhé các bạn. Đang đi lên nhá. Cô đang đi nhá. Tôi đang đi lên các bạn nhá. Đang lên đây. Ui. Đây trên này mệt các bạn. Kiểu như cảm giác đang leo núi. Đây sắp lên tới đỉnh rồi. Đây tôi sắp lên tới đỉnh các bạn nhé. Đây đang ở trên, còn tầm 20 bước nữa lên tới đỉnh. Đây các bạn. Ở trên này có thể ngắm toàn cảnh thành phố Lạng Sơn các bạn. Trên này thì tôi sẽ lên trên đỉnh nhé các bạn.
Đây tôi đã lên tới đỉnh rồi các bạn. Đây cột cờ Phai Vệ. Thành phố Lạng Sơn. Bây tôi sẽ di chuyển lên nơi cao nhất để ngắm cảnh và sẽ thực hiện ở đây video 24 giờ. Đây là những bước đi lên đỉnh các bạn ạ. Ui, cao quá. Đây ở trên đỉnh các bạn nhá. Nơi cao nhất thành phố Lạng Sơn. Ở bên kia cao hơn nhưng mà thôi, ở bên này chỉ cho là cao nhất được. Hiện tại tôi đang có mặt ở trên cột cờ Phai Vệ các bạn. Đây là nơi cao nhất ở trên cột cờ Phai Vệ. Tôi sẽ ở đây một ngày các bạn, 24 giờ. Hiện tại bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? Tôi xem điện thoại đã. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ 49 phút các bạn nhé. Tôi sẽ ở đây đến sáng ngày mai ngày 28 tháng 8 7 giờ 29 phút thì tôi sẽ di chuyển xuống các bạn nhé. Bây giờ đang 7 giờ 29 phút nhé. Và bây giờ đang buổi sáng các bạn. 7 giờ 29 phút. Đây là nơi cao nhất ở trên thành phố Lạng Sơn để ở nơi view đẹp nhất các bạn. Trước tôi có lên đây một lần và ở nhà thì có nảy sinh ý định là sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sống ở trên đây độ hơn độ cao 100 m, nhưng mà tôi tìm hiểu trên mạng thì cột cờ Phai Vệ này cao hơn 80 m thôi, nhưng mà thôi tôi cứ nói chung là 100 m các bạn, không sao cả. Vậy tôi sẽ đi một vòng cho các bạn ngắm cảnh nhé các bạn. Lên đây chủ yếu là ngắm cảnh. Đây là sân vận động Đông Kinh này. Trước tôi có thi đấu mấy giải trong sân động này. Còn phía bên này là thành phố, toàn nhà là nhà. Ở bên này rất là nắng. Toàn nhà ở trên đây. Đây thuận ngã xuống. Đây nhà. Chủ yếu là nhà các bạn, tôi chỉ thấy nhà. Đây tôi sẽ đi một vòng nhé. Đây một vòng. Đây sân vận động Đông Kinh các bạn. Đây cảnh ban ngày các bạn nhé. Ban đêm thì nó sẽ đẹp hơn vì nó ánh sáng điện điếc nó đẹp hơn. Thành phố sẽ sáng đi. Còn ban ngày thì người ta bận rộn đi làm, không có gì cả. Ok, để chuẩn bị cho video tôi đã chuẩn bị một số thứ để thực hiện thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100 m này các bạn nhé. Đây những thứ mà tôi sẽ cho các bạn xem ngay bây giờ nhé. Đây có 4 chai nước này các bạn. 2 chai là 3 lít, 2 chai nhỏ là 1 lít là 4 lít nước. Một chiếc hộp chống ẩm, bánh kẹo để tối ăn và tí nữa chưa ăn, sữa để tia uống các bạn, đèn pin, điện thoại để chụp ảnh, đèn pin để soi, ô để che tối che xương, áo để tối mặc, ở đây một số dây sạc với cả tiền để di chuyển các bạn, khẩu trang này, mũ, cặp để đựng, cặp sách để đựng, ở đây đây chỉ có bằng này thôi các bạn. Dây sạc các kiểu, sạc dự phòng các kiểu đấy chỉ có bằng này thôi. Và máy quay tôi đang quay cho các bạn. Đấy để thực hiện video này. 7 đến 7 giờ 49 phút thì tháng mai thì tôi mới thực hiện xong video và di chuyển về nhà. Vâng, chỉ có vậy thôi các bạn. Bây tôi sẽ ăn sáng các bạn. Sáng tôi cũng ăn mì rồi nhưng bây giờ sẽ ăn thêm kẹo của mấy kẹo. Kẹo khô các bạn, ăn kẹo khô rồi uống nước để cho no. Nó phồng lên nó no các bạn, chỉ vậy thôi. Các bạn ăn sáng nha.
Đây là thử thách 24 giờ đầu tiên của tôi các bạn. Không biết như thế nào, tôi không biết nào, không biết nó. Chắc đêm thì tôi chắc phải thức đêm các bạn. Làm sao ngủ được. Lạ này, rủ tôi định rủ thằng em tôi đi cùng nhưng thôi các bạn, đi một mình, trải nghiệm một mình. Tôi chưa đi đâu mà lại đi như này mà. Đi một mình thôi, còn ở ngoài đường các bạn, đây là lần đầu tiên. Bây giờ đang là 8 giờ 13 phút các bạn nhé, 13 phút. Không có ai trên đây cả, chỉ có mỗi tôi. Chắc sáng nắng này không ai lên được phải. Và chắc tối mới nhiều người các bạn. Vì sáng thì không ai, có mỗi tôi ở trên đây. Trên này không khí mát mẻ. Cách đây 2 hôm mà tôi có đăng một video lên YouTube là tôi sẽ thông báo với các bạn là tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục sản xuất những video mang tính chất giải trí trên YouTube. Ngày 25 tháng 8 là tôi bắt đầu đăng video đấy. Video đấy thì tôi đã quay lại những cảnh mà lúc tôi đi làm ở dưới Hà Nội được khoảng tầm 4-5 tháng đấy các bạn. Sau tôi nghỉ. Tôi nghỉ cho tôi đi làm ở công việc ở gần nhà. Làm công việc đó được mấy tháng nhỉ? 6 tháng các bạn, gần hơn 6 tháng một tí. Sau đó tôi xin nghỉ. Tôi thấy mình đủ khả năng để quay trở lại trên YouTube đấy các bạn. Thì tôi xin nghỉ. Xin nghỉ được một thời gian thì tôi có đầu tư mua bộ PC và tôi chỉnh sửa video cắt ghép đấy các bạn. Tôi phải học mấy ngày rồi mới biết một tí, mày vẫn còn mờ lắm các bạn. Dần dần các bạn để đăng video này, nói chung là vậy thôi, tôi chỉ muốn chia sẻ vậy. Và bây giờ ở trên này thì không muốn ai, thì ngồi nói chuyện với các bạn thôi. Hiện tại bây ở trên thành phố Lạng Sơn đang là 29 độ C các bạn. 29 độ. 9 giờ là 31 độ. 10 giờ là 34 độ. 11 giờ đến 11 giờ chiều là 34 độ. 14 giờ chiều là 35 độ. Còn từ 15 giờ là 34, 16 giờ cũng là 34 độ, 17, 16 giờ chiều là 31 độ. Còn về tối là tầm 30 độ. Trở lại 30 độ đến 25 độ. Hy vọng thời tiết hôm nay sẽ ủng hộ. Tôi vừa mới đi xung quanh đây các bạn. Lâu không hoạt động, mệt quá. Leo bậc nhiều. Các bạn, đây một nhiều bây giờ đang là 8 giờ 45 phút các bạn, 15 phút nữa là 9 giờ. 9 giờ sáng. Trên độ cao 100m. Không biết trưa nó như nào các bạn, nhưng mà bây thì nắng lắm. Trưa thì tôi chưa biết, nhưng mà bây giờ thì đã thấy oi bức. Ngồi ướt hết áo. Video 24 giờ hơi chán nhưng mà phải cố gắng. Đây là view từ trên cao nhìn xuống các bạn nhé, rất là đẹp. Từ trên cao nhìn xuống nhá, tôi sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Đây là đường đi lên và đi xuống.
cũng chưa 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 đọc kỹ là có bao nhiêu đường đi lên và có bao nhiêu đường đi xuống. Đường đi lên cũng là đường đi xuống và đường đi xuống cũng là đường đi lên, nó khác nhau mới. Đây, đây cột cờ các bạn, cột cờ rất to. Ở gần này không thể nhìn thấy cột cờ, à không thể nhìn thấy lá cờ được mà chỉ nhìn thấy cột cờ. Ở đây theo như tôi được biết là giá vé vào là miễn phí, còn hình như là các bạn thích ở đến bao giờ thì ở hay sao, không được vứt rác lung tung, chỉ vậy thôi, bảo vệ những của những cái gì đồ đạc chung, không vứt rác các kiểu làm ô nhiễm. Ở trên này tối đẹp các bạn, tối ngắm cảnh thành phố Lạng Sơn. Tối mới nhiều người lên đây, còn ban ngày không có ai, có mỗi tôi. Bây giờ đang là 9 giờ các bạn nhé. Không biết làm gì lại ăn bánh uống nước rồi. Đang là 9 giờ. 9 giờ sáng rồi. 9 giờ sáng ở trên độ cao 100m. Thực ra nó không 100m, nó chỉ tầm hơn 80m. Theo tôi ở trên đỉnh mới ở 100m, còn đây là không phải ở đỉnh mà phải ở chung chung, người ta thiết kế ra chỗ này để lên ngắm cảnh các bạn. Tối chắc có nhiều người đến đây nhưng mà tầm 9-10 giờ người ta cũng về, thì không ai ở trên đây cả, người ta về nhà ngủ. Tôi lại ngủ trên đây, chắc ngủ ở chỗ này các bạn, là chắc là không ngủ các bạn, chắc không ngủ được, nhiều thứ phức tạp. Nói chung là vậy thôi, tối các bạn xem các đường này thức để quay cảnh thành phố Lạng Sơn cho các bạn xem. Trên này tôi không thấy con gì nó ký sinh đây. Hồi tiếng 10 giờ tôi sẽ quay tiếp. Bây giờ tắt camera đi một lúc. Hiện tại là bây giờ sắp là 10 giờ các bạn. Tôi ngồi đây được 3 tiếng rồi các bạn. Nếu tính đến bây giờ 3 tiếng. Các bạn nhìn trên là lá cờ đang bay. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Lá cờ đang bay chưa? Trên độ cao 100m đấy. Vậy tôi không biết làm gì, chỉ ngồi đây nhìn mây, nhìn trời, nhìn đất. Vậy thôi. Không biết đây gì nữa. Thì 2 tiếng nữa thì sẽ ăn trưa. Ăn trưa thì các bạn biết rồi, ăn bánh là chính, uống nước. Bữa tối cũng thế, bữa tối tôi ăn bánh, uống nước. Ngày mai tôi nghĩ là sáng thì tôi sẽ 7 giờ 49 phút thì tôi sẽ di chuyển xuống, thì tôi sẽ ăn bát bún hay bát gì thì đó, rồi tôi sẽ ra bến xe, bắt xe vào lại quay về nhà. Lịch trình là thế các bạn. Bây giờ đang là 12 giờ các bạn nhé. Và trong lúc rảnh rỗi thì tôi có tìm được những thông tin về cột cờ phai vệ này thì tôi chia sẻ với các bạn nhé. Núi phai vệ tọa lạc ở phường Vĩnh Trãi,
nằm ở khu vực trung tâm thành phố, cột cờ Phai Vệ có 4 tuyến đường lên xuống với 535 bậc. Toàn bộ thân đài cột cờ được làm kết cấu bằng bê tông ốp đá. Lan can được đắp mỹ nghệ giả thân tre. Núi Phai Vệ mang dáng dấp của một hòn non bộ khổng lồ nằm giữa lòng thành phố, nơi có cột cờ Phai Vệ cao 80m. 80m là không phải 100m, thôi gọi 100m. Là niềm tự hào của người dân xứ Lạng. Nếu bạn nào đến Lạng Sơn thì hãy lên đây, bỏ thời gian lên đây để ngắm cảnh, check in để chụp ảnh. Hàng ngày có hàng trăm du khách đến để chinh phục. Hôm nay tôi chưa thấy ai, chắc cả tối mới nhiều. Thử thức ngoại cảnh và đặc biệt là chiêm ngưỡng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẳm đấy. Vừa tôi cho các bạn xem nha. Còn gì nhỉ? Để tôi đọc từ lưu các bạn. Nơi đây phát hiện hai di tích, hang Phai Vệ 1 và hang Phai Vệ 2. Hang Phai Vệ 1 có niên đại cách đây khoảng 10.000 năm. Hang Phai Vệ 2 có niên đại khoảng 4.700 đến 5.000 năm. Nhờ đặc biệt đó mà nơi đây là một điểm du lịch nổi tiếng của Lạng Sơn. Lạng Sơn quê tôi nhé. À, Hữu Lũng nói riêng và Lạng Sơn nói chung. Hữu Lũng là quê tôi. Không chỉ là điểm nhấn quan trọng, còn là niềm tự hào cao ngút trời của người dân xứ Lạng. Ngoài ra, núi Phai Vệ còn mang giá trị lịch sử bởi là nơi bộ đội ta trú ẩn trong suốt kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ tại nơi địa đầu Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ tung bay trên nền trời xanh thể hiện uy nghi sự khẳng định chủ quyền tối thượng của quốc gia dân tộc. Khi đứng từ trên đỉnh cột cờ Phai Vệ, bạn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng được quang cảnh của thành phố Lạng Sơn, là địa đầu của Tổ quốc nên từ Hà Nội đến Lạng Sơn khá thuận lợi, khoảng 157 km, tầm đi xe tầm 2 tiếng rưỡi nếu mà giao thông thuận lợi. Theo đường quốc lộ 1A, bạn có thể lựa chọn đi xe khách, đi tàu, ô tô tự lái nếu bạn đi xe máy, mà hãy lưu ý mang đầy đủ giấy tờ. Tôi đi xe ô tô từ Hữu Lũng lên đây mất 1 tiếng, tầm 15 phút các bạn. Chú ý đi đúng làn đường và đúng tốc độ quy định, mà nên mang theo điện thoại có chức năng Google Maps để dẫn đường. Tôi không cần dẫn đường. Bạn cũng nên nhớ mang hộ chiếu nếu muốn tham quan qua các cửa khẩu. Tôi chưa đi Trung Quốc bao giờ mang tiếng là người Lạng Sơn này. Không sao, nhiều người cũng thế rồi. Đấy, chỉ có thế các bạn. Đây là tôi tìm hiểu vậy, giới thiệu về cái nơi mà tôi thực hiện video này. Còn lúc lại không biết cái gì về nơi mình thực hiện video rồi. Không được. Bây giờ nhá, và bây giờ tôi sẽ chuẩn bị ăn trưa. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ hơn rồi các bạn. Ngồi đây phải được mấy tiếng nhỉ? Từ cứ cho 8 giờ đi. 4 tiếng rồi. Bây giờ đang 12 giờ 14 phút. Đây là 12 giờ 14 phút. Vậy tôi sẽ ăn trưa nhá. Ăn trưa đơn giản thôi. Ăn trưa có kẹo các bạn. Ăn trưa sẽ có kẹo. 4 cái kẹo, nước. Đấy. Cái này là gọi là lương khô, ăn vào sẽ nở ra. Nước đây, uống nước ít thôi. Nước thì tôi uống nước uống nào, nước thì uống tầm 10-15 phút là uống một ít. Mỗi lần đến thế, uống nhiều thì ấy không chỗ đi đâu các bạn biết nhá, tự biết nhá. Bây tôi sẽ ăn trưa nhá.
Trên đây rất là nắng các bạn. Nắng nhưng gió nên nó không nóng các bạn, nó mát. Nên tôi mới ở trên đây được lâu này. 4 tiếng rồi, 4 tiếng hơn rồi bây giờ. Chỗ tôi vừa ngồi các bạn, bây nó nắng rồi. Nhưng mà cái cột nó, mặt trời nó đi sang bên này thì chỗ tôi sẽ râm, tôi sẽ di chuyển sang bên này nó sẽ hết nắng. May quá chỗ này nắng không thì không biết làm gì. Nếu mà chỗ này nắng hết tôi phải đi xuống đây ngồi các bạn, chỗ ở dưới này hoặc ở bên kia thì nó sẽ râm. Bên này đấy, ở dưới bên này không hoặc phải xuống dưới kia. May chỗ này râm, không có ai trên này cả, có mỗi mình tôi. Đây đá, đá chiếu nắng xò tay vào rát nóng. Bây giờ chắc tầm 12 rưỡi, 12 rưỡi thì khá lâu. 5 giờ chiều thì chắc khả năng nhiều người lên đây, kiểu như người ta sẽ đi tập thể dục và chạy bộ ở đây các bạn. Còn tôi thì khác, tôi thử thách trên đây rồi. Ngồi trên đây lâu lắm rồi. Không biết là mấy bác bảo vệ ở dưới kia có để ý tôi không. Nếu mà để ý bảo thằng này lên đây lâu thế hay nào như kia lại, vì ông ấy lên đây tìm thì lại khó. Tôi chia sẻ vậy thôi các bạn. Tí tôi sẽ quay tiếp nhé. Chắc phải tầm 2 đến 3 giờ tôi quay tiếp. Bây giờ tôi phải ngồi đây, ngồi đây không biết đến bao giờ. Ngủ đi, có nhiều đồ quá, ngủ sợ ai đến người ta lấy, lấy mất thì lại khó ấy. Chuyện rồi, khó ấy, tôi không biết giải thích nào. Ok, khó nói chuyện nhỉ, khó giải thích vậy nha. Bây giờ tôi sẽ thử đi xuống dưới các bạn, xuống dưới này luôn. Nắng chói chang. Đi xuống đây các bạn, không đi xa. Ui, ở dưới này kính vỡ. Đây mới thùng rác. Kia đường để xuống. Ui, ở trong đây không biết là cái gì, chắc là chỗ để người ta lên treo cờ các bạn. Trong đây là cái gì, tôi thử quay các bạn xem. Không có gì cả. Có cờ các bạn. Kính vỡ, kính bị vỡ. Rồi bây lại di chuyển lên trên. Nắng quá. Bây tôi có này rất hay cho các bạn xem, các bạn xem nhé. Tôi chắt nước từ chai to sang chai nhỏ để uống đấy các bạn. Uống tiết kiệm nữa. Không thì sợ không đủ nước cho ngày mai nữa các bạn. Đêm nay đêm là đêm khó ngủ. Đây, nước các bạn. Hai chai, mang theo 4 lít nước. Uống gần hết 1 lít rồi, còn chắc khoảng 3 lít. Hiện tại bây giờ đang là 13 giờ 4 phút các bạn. Tôi không biết làm gì cả, bây giờ tôi chỉ ngồi các bạn. Tôi chỉ ngồi và tránh nắng thôi. Với chỗ tôi ngồi bây giờ nó lại nắng, không bây giờ nó lại râm. Xong một chắc tôi nghĩ là từ trường giờ nó sẽ vòng xung quanh vòng tròn này. Tôi nghĩ thế. Bây giờ tôi không biết làm gì các bạn. Chán quá, ngồi đây, chỉ ngồi đây và nhìn mây, nhìn gió nữa. Cái nghịch điện thoại thì sợ hết pin đấy các bạn. Pin bây giờ rất quan trọng, không có pin thì sẽ không quay được video. Và sẽ không có video để edit mà đưa lên YouTube. Cục pin của tôi thì tôi sợ hết 10.000 mAh nhưng mà vẫn sợ hết. Không biết tại sao. Nhiều thế mà vẫn kiểu như trong lòng vẫn kiểu như sợ nó sẽ kiệt bao giờ không biết đấy. Sợ pin piếc nó vấn đề thì sẽ không quay được. Và ngày hôm nay đi thì sẽ gọi là ra về tay trắng các bạn. Nếu mà thế nên về tôi vậy. Suy nghĩ về tiết kiệm đủ thứ khác, nhất là pin. Thì tôi sẽ quay tiếp.
Ngồi một chỗ chán quá các bạn, về tôi sẽ di chuyển xuống đây một tí. Tôi sẽ để đồ trên này, chắc không ai được vì bề một giờ trưa ai lên. Một giờ chiều thì tôi sẽ di chuyển dưới này các bạn. Các bạn xem này. Đấy. Đi xuống đây là vực thẳm các bạn. Ngã xuống thì thôi. Xung quanh đây toàn nhà, kia trường tiểu học Vĩnh Trãi. Chắc cái máy quay tôi nó không zoom gần được các bạn. Quay từ xa luôn. Đấy, ở đây ngắm cảnh các bạn. Đấy, xung quanh là toàn là nhà. Lan can giả tre. Đấy, vực thẳm đấy các bạn. Này có đến 100 mét không? Ngã ông đây thì không phải nói rồi các bạn. Đấy, ở dưới đây rất mát. Chắc tối chắc xuống đến đây. Đấy, ở dưới đây. Cây cối mát mẻ. Ôi sao mình biết xuống dưới ngồi nhỉ? Ngồi trên đấy làm gì? Đấy các bạn. Cờ à? Cột cờ. Cột cờ phai vệ à? Lá cờ. Bên này thì cái gì tôi chưa biết, tôi phải đi xem. Bên này cũng toàn là nhà hết. Sân vận động Đông Kinh. Bây tôi sẽ thử di chuyển ở bên kia các bạn nhé. Bên kia cũng có chỗ gọi là chỗ view đẹp đấy. Tôi đi sang bên đấy. Không mũ nón gì hết. Các bạn xem nhé. Thôi bây giờ tôi sẽ ấy, không không tua à, không cắt nữa. Bây tôi đã đi thẳng sang bên luôn. Quay từ từ các bạn xem. Một trải nghiệm mà nhỉ. Di chuyển xuống độ cao, từ một độ cao 100m bây giờ di chuyển xuống các bạn. Đây view khá đẹp các bạn. View ở trên kia nhìn thấy sân vận động Đông Kinh. Video này chắc hơi dài, nhưng mà không sao, hơi dài. Đây đi xuống đâu. Đây đi xuống dưới nhá các bạn, đường này đi xuống dưới mát mẻ. Đồ tôi để trên kia chắc không sao các bạn, không ai lấy của mình đâu. Trong đấy chỉ có sạc xiếc chủ yếu. Ai mà đi đến đấy giờ này chắc cũng ấy. Ủa chỉ có tôi đi đến đấy, làm gì có ai đi đến đấy giờ này các bạn này. Vậy di chuyển lên cao nha, chỗ kia cao. View khá đẹp. Không phải khá nữa mà chắc chắn là đẹp. Đây các bạn, tôi đã lên gọi là chỗ hết đường đi rồi. Kìa bạn, không biết các bạn nhìn thấy không? Di tích núi Phai Vệ. Đây view xung quanh các bạn nhé. Đây sầm động Đông Kinh đây các bạn. Tôi kể các bạn nghe, trước tôi có chạy thi ở đây. Cũng được một số giải. Gọi giải nhỏ thôi các bạn, không phải giải to. Giải nhỏ. Bên này là nhà thi đấu. Hết hết các bạn. Vậy thôi các bạn, không có gì. À có như vậy thôi. Vậy tôi lại phải quay về chỗ cũ. Phải ở trên 100m 24 giờ các bạn nhỉ. Đây tôi là đi phải đi khám phá các bạn xem, cứ ngồi trên đấy nói chuyện gì không còn hay nữa. Phải đi khám phá xem chỗ này nó chỗ kia như thế nào. Cứ ở trên độ cao 100m đấy thì. Vậy tôi sẽ quay trở lại nha. Lúc đi thì chả thấy gì các bạn, lúc về chỉ thấy mệt. Bây giờ tôi lại quay lại chỗ cũ rồi các bạn. Bây giờ đang là 13 giờ 18 phút. May cho nó còn dâm hay không thì nắng thì tôi chắc phải
di chuyển xuống dưới này, bảy chỗ tôi định di chuyển dưới này nhưng mà không, tôi thấy chỗ này cũng râm nhưng mà nó không có nhiều cây đấy, nhưng mà thôi tôi vẫn cứ ở trên này để thực hiện video. Tôi sẽ uống nước các bạn. Hiện tại đang là 14:48 nha các bạn, sắp 3 giờ chiều. Tôi ở một chỗ buồn ngủ quá, tôi đi lòng vòng các bạn. Đi xuống đây cho nó râm một tí rồi lại lên trên. Trời nắng, quá nắng. Trên cao nữa, may có gió không thì nóng. Tôi không muốn gây sự chú ý nên đi lại tôi phải kiểu đi cúi người xuống. Đi cúi người xuống kéo còn gây chú ý hơn là đi bình thường các bạn. 3 giờ chiều à. Các bạn xem video thấy chán không? Tôi thấy chán lắm rồi. Bây giờ đứng ở đây rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ thử đếm xem đây có bao nhiêu bóng điện đây các bạn. Đấy xung quanh tôi bóng điện này. Đây một cái nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 11 cái. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cái các bạn, đúng tròn 30 cái. Đấy, tối là 30 cái bóng điện này sáng lên là quá là đẹp luôn các bạn. Hồi đẹp mà nhìn nó rực rỡ cả nó bắt mắt. Ui. Lại hết cái để đếm rồi. Đây là đá đây sắp bung ra các bạn. Đấy đấy, bị lung lay rồi các bạn ơi. Bên này không bị. Bên này cũng không bị này, ở đây thì bị nứt ra này. Chỉ có vậy thôi các bạn. Thì tôi sẽ quay tiếp tầm 4 đến 5 giờ. Chắc thời tiết nó sẽ dịu đi hơn, mây trên cao này thì sẽ có gió và sẽ bớt nóng hơn, ở dưới tầm trung trung, ở dưới đất thì ở dưới mặt đất thì nóng phải nói thế, nhưng ở trên cao này nó có gió, thỉnh thoảng có cơn gió. Vậy thôi các bạn, vậy tôi sẽ quay view trên cao nhìn xuống các bạn xem nhé. Đây view trên cao rồi, toàn cảnh thành phố Lạng Sơn nhé. Đấy, đây cột cờ nhá, lá cờ tung bay. Rồi, bây tôi sẽ quay trở lại chỗ mình, trèo qua cái hàng rào. Đây chỗ tôi ngồi mấy tiếng các bạn nhé, ngồi chỗ này chắc lâu nhất, khoảng tầm 3-4 tiếng rồi. Chỗ kia là khoảng 3 tiếng, chỗ này khoảng 2 tiếng, tôi nghĩ là vậy. Chung không chính xác đấy nhưng mà tầm tầm. Mày tối nay mới đáng ấy này, tối nay rất nhiều người lên đây, chắc tôi phải di chuyển sang bên chỗ bên kia. Bên chỗ kia thì tôi sẽ giới thiệu từ đầu các bạn ấy, xong đấy để ăn uống các kiểu, rồi đợi nhường chỗ cho người khác, đợi một thời gian nào đó bọn người đi về nhà hết, sau tôi lại lên đây ở đây một đêm các bạn. Còn 16 tiếng nữa mà. Đây là trời nó bắt đầu râm, bắt đầu tối rồi. Hiện tại đang gần 6 giờ các bạn nhé. Mấy bóng đèn đây đã sáng này rồi. Đã sáng rồi. Bây giờ đang là 17:55 nha các bạn. Mặt trời đang sắp lặn này các bạn. Mặt trời đang sắp lặn này, rất là đẹp cảnh. Ngắm cảnh từ trên cao. Cảnh hoàng hôn các bạn, là cảnh bình minh. Mai mới hoàng hôn, mai tôi sẽ quay cảnh hoàng hôn.
Đây, những cái bóng đèn này, 30 cái bóng đèn hôm nay tôi đếm đã sáng nha các bạn. Có một số bóng thì chưa sáng. Mà trước sau thì tôi nghĩ nó cũng sẽ sáng. Tầm 17 giờ 40 phút hoặc 17 rưỡi nó sáng rồi các bạn. Kể chắc nó được cài đặt trước. Đến giờ đấy là phát sáng. Có nhiều người đi tập thể dục qua lại, tôi không muốn quay họ, các bạn thông cảm. Đây cảnh bình minh, à cảnh hoàng, đúng rồi, bình minh chiều tối. Bây giờ đang là 18:23 rồi các bạn, sắp 6:30 rồi. Tôi sẽ đi một vòng các bạn xem về đến ánh sáng kết hợp của bóng đèn đã sắp sáng ấy. View bên này rất đẹp. Kia là sân quần vợt. Ngoài kia là Vimcom các bạn. Bên này nhà dân hình như chưa đi làm hết nên chưa bật điện. Tối họ bật hết thì lung linh hơn các bạn. Tầm 8 giờ tôi sẽ ăn tối các bạn. Ở nhà cũng thế, toàn 8 giờ. Vậy cũng hơi đói nhưng mà thôi, để 8 giờ. Nghĩa sẽ có nhiều người lên đây để gọi là để ngắm cảnh với là chụp ảnh. Nên tôi sẽ nhường họ, tôi sẽ đi sang bên bên kia các bạn. Bên bữa tôi ấy, tôi giới thiệu. Xem đấy ngồi ăn thôi. Quay view ở cột cờ các bạn xem. Hiện tại bây là sắp 7 giờ các bạn nhé. Đang là 18:47. Đây là cảnh thành phố lúc 18:47 nha các bạn. View rất đẹp đây. Sân vận động thì không có ít ánh sáng nào nhưng mà ở dưới kia rất là nhiều người đang chơi quần vợt. Đấy cảnh thành phố về đêm các bạn nhé. Ở một thì tôi sẽ quay cái chữ di tích phai vệ cho các bạn xem. Sao bên kia quay nhưng mà phải 8 giờ các bạn. Vâng các bạn, bây giờ đã hơn 8 giờ nha các bạn. Bây giờ là bây đã 8 giờ 11 phút nha các bạn. Tôi sẽ ăn tối các bạn. Bữa tối hôm nay có kẹo này. Có ít kẹo này, 8 cái kẹo này. Hôm nay có hộp, thêm hộp sữa các bạn. À, nước là không thể thiếu. Tôi đã uống hết một chai, 1,5 lít với cả 2 chai này là bầy còn một chai, còn duy nhất một chai nữa. Bầy 8 giờ tối bầy tôi sẽ ăn nhé các bạn. Ăn tối, các bạn ăn cùng tôi nhé. Bầy các bạn chắc cũng ăn tối xong hết rồi. Hiện tại tôi đã ăn xong các bạn nhé. Ôi, nghỉ một lúc cho lại quay lại. Quay lại chỗ để thử thách quay khoản nhé. Tôi nghĩ hôm nay thứ năm sẽ không có nhiều người lên trên đấy vì người ta đi làm cả ngày mệt rồi, hôm nay cũng không phải một ngày nghỉ. Chắc chỉ có học sinh hay trẻ con hay người ai đấy lên. Thì tôi sẽ quay lại các bạn nhé. Bây giờ đã là 22:38 rồi các bạn nhé. Vậy tôi sẽ di chuyển lên trên nha các bạn. Cuối là đông người quá, tôi ngồi đấy sợ người ta chụp ảnh ở các kiểu ngắm cảnh các kiểu. Tôi ngồi đấy, bây tôi đã di chuyển xuống này ăn xong rồi nhá. Ở bây tôi sẽ di chuyển lên đây nha các bạn nha, các bạn nhìn thấy không, di tích núi Phai Vệ đây. Tôi sẽ di chuyển lên đỉnh nha các bạn. 22:38 rồi. Ok các bạn nha, bây người ta tắt điện hết rồi các bạn, tối lắm. Bây đang là 22:47 các bạn ạ. Bây tắt hết điện đi rồi, tối tôi chỉ nói thế các bạn ạ. Đĩa tôi sẽ check in từng tiếng một các bạn nhé. Bây các bạn nhé, bây đang là 23:15 ngày thứ năm ngày 27/8 nha các bạn. Đây tôi đang ở trên cột cờ Phai Vệ cao 100m các bạn. Bây người ta tắt hết điện đi rồi, còn mỗi lại tôi.
Bây giờ tôi phải quay máy các bạn nhé. Tôi sợ mấy ông bảo vệ sợ nhìn thấy tôi xong rồi sẽ đuổi tôi xuống các bạn. Sẽ không cho tôi thực hiện thử thách video nữa. Tôi phải quay kiểu này các bạn nhé. Đây nhé. Cột cờ phai vệ các bạn nhé. Để xem tôi nhé. 23:18 các bạn nhé. Tiếng 12 giờ thì tôi lại check in tiếp các bạn nhé. Thì tôi tắt đi. Hiện tại đang là 1:05 nha các bạn. 1:05. Và tôi vẫn đang ở trên phai vệ các bạn. Đang ở trên độ cao 100m. Thì tôi quay. Má. Bây giờ đang là 1:07 các bạn. 1:07. Cột cờ núi phai vệ thành phố Lạng Sơn nếu ạ, tôi đang đây. Đây, 1:07. Bây giờ đang là 4 giờ sáng ngày 28/8 các bạn nhé. 4 giờ sáng. Đây, 4 giờ sáng các bạn nhé. Khung cảnh thành phố Lạng Sơn. 4 giờ sáng. Để ở đây không có ai hết, chỉ có tôi các bạn nhé. Tôi. Không có ai hết, chỉ có tôi. Bốn giờ sáng các bạn này, 20 sao bây giờ còn 4 tiếng nữa các bạn, 20 tiếng đã trôi qua các bạn nhé. LVD đã trải qua 20 tiếng trong thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m các bạn nhé. Trên này người ta tắt hết điện đi. Hiện tại là 20 tiếng đã trôi qua các bạn nhé. Bây giờ trên này tôi thấy hơi se lạnh các bạn. 20 tiếng thì tôi chưa ngủ tí nào các bạn nhé. Tôi cứ chợp mắt tí rồi lại kiểu như là lo sợ sẽ mất đồ mất đi các bạn. Nên tôi không ngủ nữa. Tôi thì quyết tâm không ngủ. Còn 4 tiếng nữa thì cũng nhanh các bạn. Tôi nghĩ là vậy. Tí nữa bây giờ trên đây đang là nhiệt độ đang là tôi xem. Đây các bạn nhé. Thành phố Lạng Sơn 26 độ. Và tôi nghĩ ở trên cao sẽ là 20, chắc 23 đến 24 độ. Lạng Sơn 26 độ. Còn 20 tiếng, à còn nữa. Bây giờ mình đã trải qua 20 tiếng, còn 4 tiếng nữa. 4 tiếng nữa chắc cũng nhanh rồi. Một đêm không ngủ, một đêm thức trắng, một đêm dài. Tôi thấy một đêm dài, công nhận dài. Cứ bật điện thoại rồi xem mấy giờ, cứ bật điện thoại. Cứ thế. Đến bây giờ là 4 giờ sáng các bạn. 4 giờ sáng. Và tí nữa tôi sẽ quay một đoạn ngắn về khi trời nó sáng các bạn. Chờ đợi xem.
đuối các bạn. Bây giờ đang là 7 giờ 13 phút các bạn nhé. Còn 36 phút nữa thì tôi sẽ thực hiện thành công thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m các bạn nhé. Thời gian chỉ được, bây giờ chỉ được tính vào phút các bạn. Sau 24 giờ ở trên đây, cái mà tôi mong chờ nhất đã khép lại các bạn. Bây tôi sẽ ăn sáng bữa sáng cuối cùng, bữa ăn cuối cùng trên độ cao 100m các bạn. Hồi bữa sáng, bữa ăn cuối cùng. Thời gian bây chỉ tính bằng phút thôi các bạn. Bây tôi sẽ ăn sáng các bạn nhé. Ăn sáng có 2 cái bánh, 1 hộp sữa, 1 chai nước. Thế thôi các bạn. Ăn xong rồi di chuyển xuống rồi sẽ tìm xe và về luôn. Tôi vừa ăn sáng xong các bạn nhé. Bây giờ đang là 7 giờ 21 phút, 7 giờ 20 phút ngày 21 phút ngày 28 tháng 8 năm 2020 nhé. Tôi đã sắp thực hiện xong thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m các bạn nhé. Thử thách 24 giờ đầu tiên này tôi cảm nhận là chán các bạn, cực kỳ chán đi một mình. Và não cũng chỉ ngắm đồng hồ xem bao giờ để thực hiện xong thử thách các bạn. Ngồi một mình không nói chuyện với ai hết, chỉ nhìn xung quanh các bạn, cứ nhìn xung quanh thôi. Nhìn cái gì nhìn mà chỉ mong thời gian trôi qua nhanh thôi. Tôi cảm nhận thấy vậy vì thử thách đầu tiên thì nói chung là thử thách 24 giờ thì nó mất thời gian các bạn, mất thời gian. Nhưng muốn phải thử, cái gì cũng phải thử thử để cho biết các bạn. Đây đang 7 giờ 22 phút, 7 giờ 49 phút là tôi sẽ di chuyển xuống dưới và đi tìm xe ô tô các bạn. 7 giờ 30 các bạn nhé, còn 15 phút nữa rồi. 15 phút nữa. Bảy giờ 34 phút rồi nhé. Còn 15 phút nữa. 34. Ui lâu quá mà. Tôi kiểu như cảm giác là đợi 15 phút còn lâu hơn cả hình như 19 tiếng như lần trước bạn. Đấy. Mình được cảm giác còn đợi 15 phút còn lâu hơn cả 19 tiếng không biết tại sao. Chắc tại kiểu như là tôi đang mong chờ được về nhà đấy. Nhưng mà phải bình tĩnh, tất cả mọi thứ phải bình tĩnh các bạn. Biết thế rồi nhưng mà không bình tĩnh. 7 giờ 46 các bạn nha. 3 phút nữa thôi. Còn bạn đúng 3 phút thôi các bạn. 47 rồi nhá, 47. 2 phút nữa. 2 phút nữa tôi sẽ thực hiện xong thử thách 24 giờ. 47 các bạn nha, 47 rồi, 2 phút nữa thôi. 48, 48 rồi các bạn. 7 giờ 49 phút là tôi sẽ thực hiện xong thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m. 1 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi là tôi sẽ di chuyển. 1 phút nào. come on. Còn 1 phút thôi các bạn ơi, còn 1 phút nữa thôi. 1 phút cuối. 48 này. 7 giờ 49 phút. 7 giờ 49 phút. 7 giờ 49 phút. 24 giờ sống trên độ cao 100m. Bốn tám rồi, 49 đấy các bạn nha. Tôi thực hiện xong thử thách 24 giờ sống ở trên độ cao 100m nè. Vậy tôi sẽ di chuyển xuống dưới nha.
xong thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m nhá. Địa điểm thực hiện là cột cờ Phai Vệ, trung tâm thành phố Lạng Sơn các bạn nhé. Ở phía sau lưng tôi á. Vậy tôi sẽ di chuyển đi tìm xe để về nhà. Về nhà tôi mất khoảng 1 tiếng 15 phút các bạn nhé. Vậy sẽ di chuyển nhá. Mệt và đói thật sự các bạn. Tôi có mặt tại nhà các bạn nhé. Hiện tại đang là 17 giờ 14 phút ngày 28 tháng 8. 9 giờ 30 phút thì tôi về nhà và tôi ngủ luôn một mạch từ lúc đấy đến bây giờ. Rồi tôi dậy để quay cảnh cuối cùng các bạn nhé. Rồi tôi khẳng định luôn là tôi là người ở trên cột cờ Phai Vệ lâu nhất từ trước đến nay nhá. 24 giờ nha các bạn nhá, không ngủ. 24 giờ không ngủ. Không sao, dù nào trong nữa tôi đã thực hiện xong thử thách 24 giờ sống trên độ cao 100m. Không gì để chia sẻ các bạn ạ. Rất là mệt. Các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách ấn like, subscribe, đăng ký kênh tôi nhá. Để nhận được các video mới nhất từ tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.